Trấn Thành hối tiếc mất mấy trăm tỷ vì đã làm điều này trong Bố Già. Như chúng ta đã biết, bộ phim Bố Già đã đạt doanh thu vượt mốc 300 tỷ, trở thành phim Việt có doanh thu lớn nhất trong lịch sử. Trong phim, Trấn Thành đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ nhà đầu tư, sản xuất, biên kịch, đồng đạo diễn. Thậm chí trong chia sẻ của Phan Mạnh Quỳnh, Trấn Thành cũng đóng góp ý kiến để sửa bài nhạc phim Sao Cha Không, hiện đang gây sốt hiện nay. Chính vì sự thành công ngoài mong đợi như vậy mà anh đang ấp ủ làm thêm phần 2, phần 3, nối tiếp sự thành công của Bố Già phần 1. Nhưng thật là đáng tiếc khi Trấn Thành đã cho Bố Già lên bàn thờ ở cuối phim, cho nên gần như không khai thác được gì thêm từ thành công ở phần trước đó. Bởi vì bộ phim xoay quanh câu chuyện cảm động, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bởi tình cha con. Cho nên anh lấy làm tiếc vì không thể ra thêm được phần tiếp theo để phục vụ khán giả. Làm pha hồi sinh hay họ hàng của Bố Già, rồi đặt tên phần 2 là Bố Khỉ hoặc là Bố Đời cũng được mà. Tìm đủ 7 viên ngọc rồng đi là hồi sinh được Bố Già. Xong tha hồ, phần N cũng được. Không kể lúc Bố Già lên dĩa nữa, thì lúc làm Bố Già còn trẻ, xong rồi làm tới thời ba của Bố Già, rồi ông nội của Bố Già vẫn được nhà. Còn các bạn nghĩ sao về thành công của Bố Già? Hãy để lại một bình luận cho tin hot 3 phút được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thêm thông báo về những video mới nhất trong kênh nhé.